chúng ta không chịu là điều dưỡng giúp người có lương. Trẻ là điều dưỡng liền. Thì hôm nay hai mấy rồi? 24 hả? Dạ. Hôm nay 5 tuổi mày mà, nó mồi mà. Thấy không? Hai quận rồi, hai con giáp rồi. Mồi rồi mồi. Mày tưởng mồi thì nhớ mà tưởng dê mà. Dạ. Dê ngày thứ 3 đi tới khám. Còn ngoại thứ 3 đi chữa bệnh. Nhìn Di đi nó ha. Không, đi riêng. Đi đường có lắm. Xe bự có nước đó, ngoài có bệnh dễ vậy. Thứ ba đi nữa rồi phải không? Dạ. Yeah.